Rồi, chào các bạn nha. Thì tối nay mình chuẩn bị mình đi sôi rắn nè. Thì ở trên cái đất cái khu đất công trình á nè. Thì mình sôi theo các cái bờ đê. Thì lúc này trời mưa thì rắn trời chẳng dạng rắn nó sẽ bò ra ngoài để kiếm ăn. Thì chủ yếu mình bắt rắn hổ hành, rắn chung. À, rắn nước, các loại rắn không độc, nó dễ bắt. Rồi giờ mình đi bắt cho các bạn xem ha. Đây mình thấy trong đây có con rắn hổ ngựa con nè, nó chui vô đây à. Bây giờ mình bắt ra cho các bạn xem, chui ra nó tiêu à. Con này nó rất là hung dữ. Cắn à. Rắn này trưởng thành nó dài lắm, nó bự nữa. Rắn nó nhám. Rắn này còn nhỏ. Thì nó ị cứt ra nè, thả nó đi cho rồi các bạn xem chút thôi. Nó bò đi nè. Đây trời cũng tối rồi. Giờ đi theo các cái mé bờ đê nè. Cái bờ đất.
Cái ngũ hành ưa đi kiếm mồi vào ban đêm lắm. Thường hay xuống cái mé nước để nó kiếm nhái nó ăn. Con rắn ngũ hành vừa quá trời luôn. Bắt liền. Nó thấy mình nó chui vô nhanh nhanh liền. Quen kịp. Quá trời rắn rồi. Ui. Hồi hành quá. Con rút. Ui da. Rắn. Ui da. Được một con. Nay hơn này. Không. Rắn là cả 300-400 gram á. Hồi hành quá trời luôn. Nó hôi cái mùi hành rất là nồng, thấy không? Nó tiết ra. Này rắn này nó rất là hiền, rất là dễ bắt. Quá trời hôi hành. Hình chi ta đặt cho nó là rắn hổ hành. Nhanh thấy ghê, nó bò nó rút liền. Vô đây lụm mà. Ô.
Rồi được hai con cỡ này là thấy êm rồi. Rồi đi bắt tiếp. Thì các bạn thấy con rết con cái khủng lồ chưa, rết chúa đó. Bò trên bờ như vậy đó. Trên cây có con rắn lải nè, không đây nè, nó nằm trên cây nè, thấy chưa? Bây giờ mình bắt nó. Chọc cái đầu nó lụm mà. Nhiều con rắn gáo vậy đó. Như con rắn hổ hèo chứ. Con này rắn lải, rắn gáo nè. Dạ, cũng xếp cái đầu. Đây các bạn nhìn thấy ở dưới cái chỗ này cua đồng cái ghê nè. Đây. Quá sẽ cua. Cua không. Đây. Một con chuột nè. Con chuột. Trời. Đây là con bồ tọ đực nè, không có cái sọc thì mình cái chứ không có cái túi kiều. Gì
À, mình đi hôm nay là 8 giờ mấy rồi, đi ngay bắt không có đấy, tìm con hổ hành, con gắn lãi coi như là loài con gắn hổ hành đó, ngon, con gắn quá trời ngon. Thì cái này có lúc thì đi nó rất là nhiều, bữa nay đi sao có một con lúc dịp khác mình sẽ đi bắt nữa cho các bạn xem. Thôi giờ đi vô, chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.